Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lan Rừng Ngọc Bền, một trong những chuyên kênh mua bán, trao đổi, giao lưu tất cả các loại giống lan rừng uy tín tại Cao Bằng cũng như là trên toàn quốc. Và em xin tự giới thiệu, em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay rất vui vì được tiếp tục đồng hành giới thiệu báo giá những mặt hàng lan rừng mà cơ sở bên em hôm nay đang có đấy tất cả các bạn. Và em xin phép được giới thiệu cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có địa chỉ tại tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2019, cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có cập nhật về một số tất cả các loại giống lan rừng. Nên là em sẽ có báo giá lại cũng như là giới thiệu qua về những mặt hàng lan mà cơ sở bên em đang có cho các bạn luôn nhé. Đầu tiên em xin phép được giới thiệu đó là mặt hàng lan đùi gà tròn, một trong những loại lan mà bán rất chạy cũng như là có được rất là nhiều các bạn đặt về để sưu tầm, cũng là ghép để chơi lan, chơi hoa trong mùa này. Hiện giờ đùi gà tròn đang là cái mùa chính vụ hoa rồi, nên là khi gửi hoa đi cho các bạn, em sẽ không thể đảm bảo cái mặt bông có thể đến toàn vẹn đến cho các bạn để có thể chơi được hoa trong mùa này nhé. Hiện giờ thì mình lấy về để ghép lên giá thể cũng như là chăm để thuần cây và chơi hoa vào những mùa sau. Ở đây thì cũng có một cái thân mà cái mặt bông nó cũng còn gọi là khá là tương đối đấy ạ. Thì em sẽ quay cho các bạn biết mặt bông của lan đùi gà tròn sẽ như nào nhé. Ở đây thì các bạn sẽ dễ nhận thấy nhất đó là mặt bông của đùi gà tròn nó tím hơn và đậm sắc nét hơn so với đùi gà dẹt nhé. Và cái bông cũng sẽ là to hơn. Đùi gà tròn phiên hôm nay cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền bên em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ thì còn có một số ít lác đác thân mà còn có cái mặt nụ thôi các bạn ạ. Đây, cái này có thể là do ở cái khí hậu hoặc là dưới cái tán cây khá là sâu nên là chưa đủ nắng nên là cái mặt bông nó cũng chưa trồi ra hết thôi. Có nghĩa là mặt bông vẫn chưa bung lụa đấy. Đây chỉ còn lác đác còn một số cái thân này thôi. Và hiện giờ cũng đang là cái mùa mà đùi gà tròn xuống lá để tích nước nuôi những mầm con, nên là khi gửi đi cho các bạn thì các bạn chú ý giúp em là nếu mà em chưa kịp ngắt bỏ những cái lá vàng này đấy ạ, thì khi đến tay các bạn thì các bạn cũng chú ý giúp em là ngắt bỏ những lá vàng này đi, bởi vì là trước sau gì thì những lá vàng này cũng rụng rồi, nên là mình có thể chủ động ngắt bỏ giúp em nhé. Rồi ạ, đây là mặt hàng đùi gà tròn của kênh Lan Rừng Ngọc Bền ngày hôm nay, về số lượng rất là lớn, đủ đảm bảo để chia sẻ cho tất cả các bạn luôn nhé. Tiếp đến em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan, ở đây sẽ là long tu đá hay còn gọi là long tu xanh hoa tím đấy ạ. Hiện giờ cái hàng đẹp thì bên em đã hết rồi, thì chỉ còn đây khoảng cỡ khoảng 2 kg, hàng thanh lý nha các bạn. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg hàng thanh lý long tu xanh hoa tím hay còn gọi là long tu đá đấy ạ. Chỗ hàng thanh lý này hiện giờ thì các bạn lấy về để trồng thì rất là đảm bảo nhé, bởi vì là đang là cái mùa mầm gốc đang đâm chồi nảy lộc rất tốt rồi đây. Hiện giờ em đưa vào mặt hàng thanh lý bởi vì những cái thân tơ nó quá ngắn và chủ yếu là bị gãy những cái thân tơ gãy ngọn thôi nhé, không phải là gãy ngang đâu các bạn ạ. Nên là hiện giờ lấy về đảm bảo thân tơ lên cũng rất là đều luôn, không vấn đề gì hết nhé, làm giống rất là tốt luôn. 180.000 đồng cho 1 kg long tu đá hàng giống. Bên cạnh long tu đá hàng giống em xin phép được giới thiệu tiếp đó là mặt hàng lan trầm tím. Hiện giờ trầm tím ở đây bên em sẽ có hai loại mặt hàng trầm tím nhé các bạn, đó là trầm tím Lào và trầm tím Myanmar. Em sẽ giới thiệu cho các bạn loại trầm tím hàng Lào trước nhé. Hiện giờ trầm tím Lào em có chia ra làm hai loại, đó là trầm tím Lào hàng đẹp, đảm bảo thân dài đều đẹp cũng như là có những cái thân hoa để các bạn có thể chơi hoa được ngay trong cái thời gian tới luôn, bởi vì hiện giờ trầm tím Lào đang bắt đầu nảy những cái mầm gốc nên rất là dài đẹp rồi đây. Thêm nữa ở đây là có những cái thân tơ đấy ạ, những thân tơ để bắt đầu đã có nảy cái mầm hoa rồi các bạn nhìn rõ chưa ạ. Đây những cái mầm hoa bắt đầu đã sưng và đã nảy lên khá là cao rồi nhé. Đảm bảo các bạn có thể lấy về ghép có thể chơi được hoa ngay trong cái năm đầu tiên này luôn. Em sẽ quay qua cái lô hàng mà trầm tím Lào hàng đẹp này cho các bạn luôn xem nhé. Đây, thân tơ đảm bảo dài đẹp. Và thứ hai nữa là cái mầm gốc lên đang rất là khỏe khoắn luôn nhé. Còn đây là cái đây, em chọn một ví dụ một khóm này đây. Đây, có cả thân hoa đây, còn mầm gốc rõ là mập luôn nhé các bạn nhé. Thân hoa đây, đang có cả nụ hoa đây. Rồi, hàng trầm tím Lào hàng đẹp em bán với mức giá là 1.500.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là trầm tím Lào hàng giống hay còn gọi là hàng chip ạ. Hiện giờ hàng chip ở đây em gửi đi cho các bạn thì có chủ yếu những mẫu bé như này này, nhưng mà nhỏ và có võ nha các bạn nhé. Đây đã lên mầm gốc rất là tốt luôn rồi.
Còn có thể là có một số ít những cái cây mà thân hoa bị gãy chẳng hạn ấy, thì em cũng cho vào cái hàng gọi là hàng giống luôn, và cái tỷ lệ thân già nó cũng hơi nhiều một ít thôi. Đây, một khóm nhìn như này nhưng mà mầm gốc lên rất là đẹp rồi các bạn nhé. Thích hợp cho những bạn nào lấy về để nuôi thuần, ghép vào vườn và chơi hoa vào mùa sau. Bởi vì là những cái thân này thì chủ yếu là sân chip nên là cái tỷ lệ thân hoa nó cũng không quá nhiều, nên là chưa có thể là chưa chơi hoa ngay trong mùa này đâu các bạn nhé. Chấm chip 1.200.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan chầm tím Myanmar nhé. Cái chầm tím Myanmar này so với chầm Lào thì đặc điểm dễ nhận thấy nhất đó là chầm tím Myanmar có thân to dài và có vẻ là những thân nó rất to hơn rất là nhiều. Có vẻ nhìn thân nó đều hơn, nhưng mà cái mùa mà lên mầm con ấy, thì nó sẽ là trễ hơn so với chầm Lào khoảng 1 tháng nhỉ nhé. Hiện giờ thì những cái thân chầm Myanmar thì chưa có mầm gốc lên đâu nhé các bạn nhé. Nhưng mà đảm bảo mầm gốc sẽ vẫn lên bình thường, bởi vì cái hàng giống mà em cung cấp đây đều tất cả đều là hàng rừng, đảm bảo cái tỷ lệ nảy mầm rất cao luôn. Đây là loại hàng đẹp, nó còn khoảng tầm cỡ gần 2 kg thôi nhé các bạn nhé. Đảm bảo là không có bị gãy thân hoa. Tất cả những cái khóm em gửi đi cho các bạn thì đều còn thân hoa đẹp nhé. 800.000 đồng cho 1 kg chầm Myanmar hàng đẹp nhé. Còn bên cạnh đây là chầm Myanmar hàng giống, hàng thanh lý. Hàng giống, hàng thanh lý thì sao? Bởi vì ở đây là sẽ thân cũng rất to nhé các bạn nhé. Nhưng mà hiện giờ có cả những cái thân bé như này này, nhưng nó bị gãy mất cái thân hoa nên em cho vào hàng thanh lý. Chầm Myanmar hàng thanh lý là 700.000 đồng cho 1 kg ạ. Đảm bảo cũng chất lượng không kém gì những cái hàng Lào đâu các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ lên mầm muộn hơn so với cái chầm Lào thôi. Và thứ hai nữa là mặt bông của chầm Myanmar sẽ nhạt hơn, không tím đậm như là cái chầm Lào. Rồi ạ, em giới thiệu tiếp ở đây sẽ là mặt hàng hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào cũng sẽ giống như hạc vĩ trong miền Nam đấy, thì cái tỷ lệ thân cũng như là cái chiều dài đấy, nó sẽ mảnh và dài hơn nhé so với hạc vĩ Bắc. Đây ạ, đây là cái lô hàng hạc vĩ Lào của bên em ngày hôm nay. Hiện giờ hạc vĩ Lào cũng đã qua cái mùa hoa rồi, và hiện giờ chủ yếu là các bạn lấy về để chơi cái mầm gốc giúp em nhé. Đây này, mầm gốc cũng đang lên rất là tốt rồi. Hạc vĩ Lào, một trong những loại lan mà cũng rất đáng để sưu tầm vào trong cái khu vườn của nhà các bạn ạ. 200.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm. Ở đây gọi là kim điệp thơm cũng rất là đúng các bạn ạ, bởi vì là em có trồng một giỏ cái kim điệp nhựa này rồi. Ở nhà thì cái giỏ nhà em cái bông nó cũng còn khá là đẹp luôn, cũng giống hệt bông này này. Nhưng mà nở đã được khoảng 1 tháng, và thứ hai nữa là cái mùi hương thơm của kim điệp thơm này đấy sẽ tương ứng như cái mùi hương của hoa ly, nhưng mà dịu nhẹ hơn, rất là dễ chịu luôn. Ở trong vườn nhà bạn chỉ cần có một khóm kim điệp thơm này thôi, nở ra khoảng 4 bông đấy, thì là cái vườn của bạn sẽ có mùi hương thoang thoảng, rất là dễ chịu, rất là thơm luôn nhé. Kim điệp thơm bên em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây em xin phép bắt đầu được giới thiệu từ bên chỗ bên phải qua trái nhé, bởi vì bên này còn có cả có mặt hàng gọi là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hiện giờ đang là cái mùa mà cái mầm hoa cũng bắt đầu trồi lên rồi các bạn nhé. Những cái thân mà có như này, cái mắt này, mắt hoa này nó chưa lên này, mắt hoa chưa lên nhé. Đây, sơn thủy tiên bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Hiện giờ thì sơn thủy tiên ở đây còn có đang là cái mùa mà mầm hoa lên như này là ở mức trung bình các bạn ạ, nó rơi vào khoảng tầm ở đây khoảng tầm 10 cm đấy, thì là cái mầm hoa này lên ở mức trung bình rồi. Còn có một số mầm có thể là sẽ lên cao hơn một chút thôi. Còn những cái mầm nào mà chưa lên đấy thì trong thời gian tới sẽ lên nhé, bởi vì là bây giờ mới bắt đầu vào cái mùa hoa của sơn thủy tiên thôi. 180.000 đồng cho 1 kg hàng sơn thủy tiên này nhé các bạn nhé. Sẽ có cả thân dài và thân ngắn, bởi vì hôm nay em bán là hàng kg, không có chọn nhé các bạn. Có cả thân dài và thân ngắn luôn. Bán hàng khô luôn đấy ạ. Về các bạn chủ động lựa chọn ra giúp em, sau đó thì có thể ghép lên theo sở thích của mình. Có cả hàng khóm to và khóm nhỏ nhé, 180.000 đồng thôi. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan long nhãn. Long nhãn thì hôm nay bên em mới về một lô, cũng không được nhiều lắm. Hàng này là long nhãn ở Bảo Lạc, Cao Bằng chúng em. Và
Đây là mặt hàng mà không bị vận chuyển quá xa cũng như là sẵn có tại rừng Cao Bằng, nên là em cũng nhập được cái giá khá là tốt, nên em sẽ chia sẻ lại với mức giá cũng rất là tốt luôn, là 100.000 đồng cho 1kg hàng long nhãn nhé. Hiện giờ thì long nhãn đây ạ, có một cái mặt bông này, có ngày bông này nó sẽ ra sớm nhé các bạn nhé, bởi vì long nhãn ấy thì nó sẽ ra vào khoảng tầm mùa mưa, có nghĩa là bắt đầu phải sang hè cơ. Bây giờ thì mới chỉ là đầu hè thôi, nên là lác đác những cái bông trổ sớm. Còn sắp tới những cái bông mà chưa ra sẽ ra rất là đều luôn nhé các bạn nhé. Đảm bảo về các bạn vẫn có thể được xem mặt bông của long nhãn trong mùa hè tới. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là lan Điện Biên Đông các bạn ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, ngọc thạch Lào. Xin lỗi bạn, hiện giờ nó đây là ngọc thạch Lào nhé. Ngọc thạch Lào, bên em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg. Lan ngọc thạch Lào hiện giờ thì cũng cái thân nó sẽ nhìn mới nhìn qua các bạn phải sờ vào thì mới có thể nhận ra. Bởi vì là lan Điện Biên Đông ấy cũng có một cái màu vàng óng như thế này. Nhìn rất là tương ứng, nhưng mà cầm vào và nhìn rõ hơn thì sẽ thấy là cái thân nó sẽ mềm hơn so với Điện Biên Đông. Còn Điện Biên Đông có thân sẽ cứng hơn nhé. Ngọc thạch Lào cũng đang là mùa nụ lên khá cao rồi đấy ạ. Em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ngọc thạch Lào nhé các bạn. Còn bên này sẽ là lan thập hoa. Chỗ thập hoa này cũng không còn nhiều. Thập hoa thì bên em bán cũng được khoảng tầm 4 phiên nay rồi đấy ạ. Và hôm nay thì còn một chút này thôi. Thập hoa thì cũng còn ít, nhưng mà cũng không phải là những hàng rời đâu các bạn nhé. Cũng có cả dề đây nhé. Đảm bảo về trồng tỷ lệ mầm gốc lên rất đẹp luôn nhé. Thập hoa em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Bên cạnh thập hoa em giới thiệu tiếp sẽ là sóc tím, hay còn gọi là sóc Lào. Sóc tím hay sóc Lào thì phiên hôm nay em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1kg. Sở dĩ gọi là sóc tím bởi vì là hiện giờ những cái thân lá đây, bạn nhìn sẽ thấy là nó có màu tím hơn. Đúng so với cái loại sóc bắc nhá, hay là chồn bắc đấy. Nhưng mà hiện giờ thì cái sóc Lào này có, bạn sẽ thấy có cả thân tím và thân xanh. Nhưng mà hiện giờ cái này nó không hề có gì khác nhau nữa các bạn nhé. Chỉ khác về màu sắc thôi, bông nở sẽ vẫn giống như nhau. Những cái thân mà có màu tím này này thì là nó sẽ do được có đủ nắng ở tại khu rừng ấy, thì nó sẽ có màu tím. Còn những cái cây mà ở dưới cái khu vực mà tán lá rộng mà không đủ nắng thì sẽ có lá màu xanh thôi. Hiện giờ chỉ cần đủ nắng là các bạn có thể là nó sẽ ra cái thân màu tím như này đây. Nhưng mà các bạn lấy về thuần, đừng có phơi nắng ở thành phố nhé. Phơi nắng thành phố này không phải màu tím đâu mà nó chuyển sang màu đen đấy. Là mình không thuần được đâu ạ. Là hỏng cây luôn nhé. Sóc tím em nhắc lại giá là 160.000 đồng cho 1kg. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan long tu xuân. Long tu xuân hôm nay bên em cũng chia ra làm hai loại, có nghĩa là long tu xuân hàng đẹp và long tu xuân hàng giống. Đây là long tu xuân hàng giống ở trước màn hình các bạn đấy ạ. Em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1kg nhé. Hiện giờ thì cái long tu xuân hàng giống này nó không vấn đề gì về cái chất lượng cây mầm cả nhé các bạn. Tất cả đều đang nảy mầm rất cao, rất đẹp, rất khỏe luôn nhé. Đây, cái tỷ lệ nảy mầm rất là cao luôn đúng không các bạn? Vì là cái thân hoa nó ngắn, có nghĩa dưới 20cm nên là em cho vào cái hàng giống thôi. Chứ còn tỷ lệ nảy mầm hàng giống cũng không khác gì cái hàng đẹp luôn nhé. Em bán mức giá là 240.000 đồng cho 1kg. Còn đây là long tu xuân hàng đẹp. Đảm bảo thân dài mướt mát, không gãy thân tơ, dài trên 20cm trở lên. Tất cả tỷ lệ mầm gốc đều đang lên rất là tốt. Em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1kg ạ. Cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là cái mặt hàng ở đây là ngọc thạch ba màu nhé các bạn. Ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu hiện giờ thân tơ cũng đang lên rất là cao rồi. Em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Ngọc thạch ba màu thì em cũng đã bán và giao lưu rất là nhiều phiên rồi nên không phải giới thiệu nhiều nữa. Còn bên đây là lan kim thoa. Kim thoa thì hiện giờ cũng đang là mùa xuồng lá nhé các bạn, và cũng chưa đến mùa hoa. Kim thoa cũng là một trong những dòng lan mà nở vào tầm giữa hè nhé. Bây giờ lấy về để thuần và ghép thì cũng rất là hợp lý rồi, bởi vì là mình sẽ được chơi hoa luôn. Kim thoa em bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan phượng vĩ. Đây là những cây phượng vĩ này hiện giờ cũng rất là dễ trồng nhé các bạn. Cái này là, đây cái này còn có cả một chút cái cần nụ nở lên rồi đây. Lác đác cần nụ nhé. Không phải lác đác nhé, rất nhiều luôn đây. Em bây giờ kiểm tra mới thấy này, cần nụ lên cao lắm. Đã có cần nụ rồi nhé. Phượng vĩ thì cũng rất là dễ trồng đây các bạn ạ. Đây là thể loại mà dâm cành, có nghĩa lấy về một thân như này. Các bạn thích thì có thể cắm thẳng xuống cả thân dài này, nếu không các bạn cắt ra.
có thể trồng ở những nơi mà mình ưa thích. Chỉ cần lấy đậu khoảng tầm 1 cân thôi, về các bạn có thể làm thành cho nó leo ở khắp những cái tường rào của nhà mình rồi. Phượng Vĩ em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên cạnh đây, em còn có một chút cái hàng thanh lý đùi gà dẹt nhé các bạn. Thanh lý bởi vì nó xuồng lá quá nhiều, cũng như là cái tỷ lệ thân già cao. Em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg đùi gà dẹt hàng thanh lý nhé các bạn. Còn trên đây sẽ là lan đùi gà dẹt hàng tuyển hàng đẹp đấy ạ. Đây là những cái lô đùi gà dẹt mà sáng nay mới cập bến cơ sở lan rừng Ngọc Bền luôn. Lô này rất đẹp nhé các bạn nhé. Đây, từng khóm, đều khóm luôn nhé các bạn. Có những dề thì có thể là tầm hơn 1 cân, nhưng mà em bán sẽ chủ yếu là bán theo kg, nên là sẽ có cả khóm to và khóm nhỏ. Có thể 1 cân thì em sẽ, nếu cân chỗ này lên đủ 1 cân thì em gửi cho các bạn luôn. Còn nếu mà cân như này và chưa đủ 1 cân thì em sẽ bù những khóm nhỏ này vào cho đủ cân. Bởi vì đây là bán theo kg nên là các bạn chú ý giúp em. Khi nhận hàng lan thì mình sẽ có cả những khóm to và khóm nhỏ. Tùy theo số lượng các bạn lấy thì em sẽ cố gắng lấy cho các bạn những khóm to nhất có thể. Ví dụ như 5 lạng thôi thì em cũng sẽ chọn có thể là những cái khóm mà có thể bé khoảng tầm 3 lạng này, hoặc là 2 lạng thêm đã cộng vào được 5 lạng nhé. Lan đùi gà dẹt hôm nay em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Cái lô đùi gà dẹt sáng nay về thì em thấy rất là đẹp luôn đây. Mới khai thác từ rừng về nên là những cái rêu rừng vẫn còn bám trên thân cây rất nhiều, và đất vẫn còn đây đây, ở rễ đây, rêu rừng vẫn còn nhiều nhé. Còn mặt bông của đùi gà dẹt thì em cũng quay luôn cho các bạn luôn. Mặt bông đùi gà dẹt thì cũng đang là mùa chính vụ và đang nở rất là rộ rồi đấy. Cũng không đảm bảo mặt bông đến gửi cho các bạn được. Đây, những cái mặt bông đấy đang là trong quá trình mà đang xuống sắc rất nhiều rồi. Các bạn thấy rõ luôn là cái mặt bông của đùi gà dẹt nó sẽ nhỏ hơn và nhạt hơn so với cái đùi gà tròn một chút thôi. Lô này cũng được là cái mặt bông khá là đẹp đấy các bạn. Tím đậm phết đấy, nhưng mà mặt bông nhỏ hơn so với đùi gà tròn một xíu. Rồi ạ. Em xin phép được giới thiệu tiếp, đó là mặt hàng lan chuỗi ngọc. Lan chuỗi ngọc thì cũng đang là mùa hoa rồi nhé các bạn nhé. Cũng đang hết vụ hoa rồi. Hoa đã tàn khá nhiều. Còn một số các bạn nếu mà treo ở nhà vườn thì mặt bông sẽ vẫn còn ở trên thân. Nhưng mà hiện giờ thì đây là hàng kg em lấy về đấy. Thì cái trong quá trình vận chuyển thì bông nó cũng rụng rất là nhiều rồi. Các bạn lấy về để làm giống, để trồng, chơi hoa vào mùa sau nhé. Còn đây, thân con cũng đang lên rất là cao và đẹp. Chuỗi ngọc em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Còn bên cạnh đây, em còn cũng không nhiều, một lượng không nhiều lắm về cái mặt hàng lan vảy rồng. Đây, vảy rồng ở đây lá nhỏ, góc cạnh đều đẹp lên nhé, 4 cạnh xếp vào. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây là cái vảy rồng Bắc nhé, bởi vì vảy rồng Lào thường là... Đây có một khóm vảy rồng lá em chia sẻ cho các bạn này. Nó có nhiều cạnh và tạo thành một trụ này, và cái lá nó to hơn là gọi là vảy rồng Lào. Còn đây là vảy rồng Bắc, thì là nhìn đây, nó sẽ có khoảng 4 cạnh thôi và cái lá nhỏ hơn. Còn mặt bông của vảy rồng Bắc thì sẽ tạo thành chùm to hơn nhé các bạn nhé. Còn vảy rồng Lào thân lá nó to nhưng mà cái bông nó không đẹp như vảy rồng Bắc đâu. Lô chỗ này là vảy rồng Bắc là chủ yếu thôi, có mỗi một cái này là vảy rồng Lào lạc vào đấy. Nãy em vừa chọn ra em xem đấy. Thì em cũng chia sẻ cách phân biệt giữa hai loại cho các bạn luôn. Vảy rồng em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc cũng là một trong những loại lan rất đáng để sưu tầm nhé các bạn nhé. Mặt bông rất đa dạng luôn. Hiện giờ thì mặt bông chủ yếu là cánh trắng, nhưng mà cái họng nó rất đa dạng, có thể là họng vàng, họng chanh, hoặc có một số lác đác là cái cánh còn có phớt tím nữa cơ. Hoàng phi hạc em thấy là một trong những loại lan mà rất đặc biệt luôn đấy ạ. 200.000 đồng cho 1 kg hàng hoàng phi hạc này nhé các bạn. Lá cũng còn khá là đều đẹp, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi xuống lá khi mà trong thời gian tới để phát triển cái mầm con. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan hoàng lạp, một trong những loại lan mà có cái thân lá rất giống sơn thủy tiên. Nó chỉ khác nhau về cái độ dày của lá cũng như là cái thân một chút thôi. Còn mặt bông thì sẽ tương ứng nhau, khác họng nha các bạn nhé. Hoàng lạp thì mặt bông ở đây sẽ là có họng vàng, cánh vàng. Còn sơn thủy tiên là cánh vàng, họng nâu. Hoàng lạp phiên hôm nay em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Cũng còn rất là nhiều luôn. Về vừa về sáng nay nên là đảm bảo để chia sẻ các bạn rất là tốt. Còn tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng lô sáng nay về cũng khá là đẹp đấy ạ. Còn
nay em vừa mới hạ từ xe xuống nên còn chưa cởi bỏ những cái bó lạt để mà giới thiệu cho các bạn dễ đây. Nhưng mà không sao, khi mà em gửi cho các bạn em sẽ chủ động cởi bỏ và cũng ngắt bớt lá vàng đi nhé. Đấy đó, mặt hoàng lan nhất điểm hoàng đây, cái mặt bông nhất điểm hoàng đây nhé các bạn. Những cái vàng này thì là do đã ra hoa khá lâu. Còn đây mặt bông này chuẩn bị lên này, nó sẽ tương ứng như thế này này. Phần mặt bông này vừa ra đây. Đây là nhất điểm hoàng nhé các bạn. Nhất điểm hoàng em bán với giá là 120.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp ạ. Em xin giới thiệu tiếp, đây sẽ là mặt hàng lan Điện Biên Đông. Điện Biên Đông thì em chỉ còn có khoảng tầm 1kg này thôi các bạn ạ. Hơn 1kg một chút thôi, 200.000 đồng cho 1kg nhé. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn hàng thanh lý. Đùi gà tròn hàng thanh lý thì chủ yếu là những thân già cũng như là khóm rời nhé. Không phải giới thiệu nhiều nữa, bởi vì cái hàng thanh lý thì phù hợp những bạn nào nhà vườn thôi. Nên là các bạn nhà vườn có thể chủ động lấy về để ghép và chơi hoa mùa sau cũng như là ghép số lượng lớn nhé. Hôm nay bán với mức giá là 150.000 đồng cái hàng thanh lý đùi gà tròn đấy ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền mới cập nhật của ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2019. Các bạn là lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754 để được lên đơn và tư vấn trực tiếp. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.